Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế hiện nay là tại các cơ sở y tế, công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án vẫn còn nhiều bất cập, nhất là việc tìm kiếm lại thông tin bệnh án khi bệnh nhân phải điều trị trở lại. Để giải quyết cho vấn đề này, phòng khám Dr. Bình Teleclinic đã có một giải pháp rất ưu việt nhờ áp dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện Nano Hospital. Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sao Vega phát triển cho phép quản lý toàn bộ các khâu từ tiếp nhận, khám chữa bệnh cho bệnh nhân, quản lý quá trình khám cận lâm sàng, thông tin các xét nghiệm, nội soi chẩn đoán hình ảnh, quản lý lâm sàng, lưu trữ thông tin chi tiết bệnh án của từng bệnh nhân, quản lý thông tin kho dược phẩm, cho phép theo dõi quá trình xuất, nhập, tồn trong kho dược phẩm, quản lý thông tin viện phí. Đồng thời, phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện hỗ trợ hoàn chỉnh các quá trình thanh toán nội trú, ngoại trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, các gói dịch vụ khám của bệnh nhân cũng như các gói khám của đoàn và doanh nghiệp. Hiện nay cái xu thế chung của trong nước cũng